thôi, bà đừng nói gì thế nữa. Bà hãy đi. Ơi quan niệm chân chồng từ đây biết nói sao, cung nhạc tăng tầm lòng già con người. Ngày xưa ai hứa giữa đêm trăng, cảm ơn anh già dạ. Cho mây gió quyền cho tình đôi ta không cách xa, nhưng có ngờ đâu, cảm ơn chị dạ. Kỷ niệm hôm nào giờ tan mây khói cũng tương tư, còn gian tình lặng thôi bà con ơi, vỗ tay lên vì đồng bọn đồng bọn trời ơi. Vậy mà từ bấy lâu nay tôi bị cầm giam trong ngục tù, tâm tôi cứ sợ cứ lo cho người tôi yêu phải năm chờ tháng đời, sợ từng cơn gió rét, sợ lúc trời đổ cơn mưa làm cho ai kia nhạt hồng môi, thắm mắt kém xanh tóc mây rã rời bao nỗi nhớ niềm thương rai rứt con tim, làm cho ai phải ngày ngày mòn mỏi nhớ mong đêm canh dài thắt theo thương đời qua lạnh lẽo chốn cô phòng. Hoàng đăng qua gặp người yêu cũ, nhưng có ngờ đâu lò mộng ngày xưa giờ còn đâu nữa. Người của tôi yêu đã rẽ lối xa tùy. Xin cảm ơn tất cả quý vị kiều, xin cảm ơn và cảm ơn. Dạ. Trả lại ánh trăng kỷ niệm năm nào, trả lại xa bướm con tìm xin hai cô quan tìm cành lan ngày ấy còn ao ước gì. Thôi thôi bà ơi nói được mà chi chi, tình ta ly vì cho đến ngàn năm và cho đến muôn đời bà vẫn còn yêu tôi, thì tại sao bà sẽ sang tuyên. Trời ơi, một cô thôn nữ nghèo hèn nơi quán hoàng đắng khóa, ngày ngày làm thư ký, nay bỗng chốc bà trở thành tổng đốc phu nhân. Cho đến nay tôi biết tôi lầm, mình đi xây lâu đài yêu nước trên bài ca. Cho đến hôm nay thì lòng tôi tan nát, vì bà vẫn tươi cười tay quán cà quê hoàng đăng khoa.